Mắt cảnh sát. Tập 18. Alo, anh Cao à, bọn công an kia thật đúng là chẳng ra gì. Anh phải ra mặt để ngăn chặn. Trường học nói cho cùng thì không giống như những đơn vị khác trong xã hội. Anh Nhã à, anh đừng bực bội nữa. Theo tôi thì anh nên chấp nhận việc điều tra của tổ chuyên án đi. Cứ theo đúng sự việc thôi. Còn những việc khác sau này chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Việc gì vậy? Cái gì? Này anh Cao, giáo sư Tăng, chủ nhiệm Dương, hôm nay mời hai vị qua đây là muốn hai vị giúp chúng tôi nhận diện một người. Người này chị có quen không? Giáo sư Tăng, đúng rồi, là ông ta. Chủ nhiệm Dương đoán ra hay là nhận ra được vậy? Không cần đoán cũng chẳng cần xem, ai cũng sẽ biết thôi. Vậy giáo sư Tăng, không biết được, không thể biết được. Không thể biết được là do không nhận ra hay là sợ? Là sợ đó. Để tôi nói, người này họ Giả, chắc chắn là tên họ Giả, không sai. Tiểu Giang Y, không có căn cứ, đừng nói bậy, đừng nói lung tung có được không? Bọn người các người chỉ biết giữ mình, rõ ràng nhận ra được lại sợ đắc tội với người làm quan. Thôi đi, cậu ra ngoài đi, ra ngoài. Chàng trai, cậu còn quá trẻ. Các người sợ, tôi không sợ. Lần này tôi cố tình đến đây để tố cáo với các vị. Được thôi. Vậy thì cảm ơn hai vị. Tiễn họ đi. Được, đi thôi. Nào nào, anh bạn, mời cậu ngồi. Cậu sinh viên, cậu tên là... Tôi tên là Giang Thủy Đào, là nghiên cứu sinh của Đại học Y. Đào, nói xem, muốn tố cáo ai? Việc này chính là do tên Giả Chí Cao xấu xa kia làm đó. Cậu có thể cung cấp chứng cứ gì không? Không có. Trước mắt thì không. Nhưng mà tôi biết, nói chuyện với cảnh sát các anh thì không được ca cẩm. Nhưng tôi đã suy nghĩ suốt cả đêm. Tại hiện trường vụ án của chị Tạ Vũ, tôi vẫn quyết định phải nói ra. Anh chính là người tối qua đi lang thang kế bên tòa nhà phòng thí nghiệm à? Đúng thế thì sao? Có chuyện gì mà phải giấu giếm chứ? Nói thử xem, Tạ Vũ bị hại, tại sao lại có liên quan đến Giả Chí Cao? Giả Chí Cao suốt ngày đeo bám theo chị Tạ Vũ. Theo tôi được biết, Tạ Vũ đã nhiều lần từ chối ông ta rất kiên quyết. Vậy thì thế nào? Còn thế nào nữa? Hắn không chinh phục được cô ấy nên đã dùng bạo lực cưỡng bức thôi. Tôi xin phép được chen ngang. Tại sao anh biết Tạ Vũ bị cưỡng bức? Hôm xảy ra vụ án, Tạ Vũ chẳng phải không còn mảnh vải che thân sao? Cậu Giang, cậu có thể cho biết quan hệ giữa cậu và Tạ Vũ không? Tôi cũng không có gì phải giấu giếm. Nói một cách đơn giản, tôi là người hâm mộ cổ, là người yêu đơn phương. Nếu thật là vậy thì tố cáo của anh khó tránh khỏi có định kiến rồi. Tôi xin hỏi anh cảnh sát nhé, anh thích hoa sen không? Thích. Vậy khi anh gặp một người chà đạp phá hoại hoa, anh có nổi giận không? Vậy việc nổi giận của anh có định kiến không? Giáo sư Quý, giáo sư, tôi được. Sếp Bạch, tôi theo ông đến Đông Châu. Xem như tôi đến gặp mặt Tiểu Vũ lần cuối, tiễn cô ta lên đường. Đáng tiếc là vợ tôi không được khỏe nên không đi được. Bà ta luôn xem cô ấy như là con ruột mình. Anh có biết không, mấy hôm trước tôi đến Đông Châu, chính bà ấy đã nhắc nhở tôi. Sinh nhật thứ 26 của Tiểu Vũ sắp đến rồi, chúng ta phải đi liền ngay bây giờ chứ. Chúng ta vẫn còn chút thời gian. Nhưng giáo sư Quý à, có một số việc tôi cần hỏi ông. Tối qua sau khi ông dùng cơm tối với Tạ Vũ, cho đến khoảng thời gian trước khi ông lên máy bay, ông đang ở đâu và làm gì? Tôi biết các anh đang nghi ngờ tôi.
Vào khoảng thời gian đó, đáng lẽ tôi nên có một nhân chứng thời gian, đúng không? Nếu như thật sự tôi không có nhân chứng thời gian, các anh sẽ xử lý thế nào? Người tên Tần Thiên sống ở đâu? Tần Thiên sống trong ký túc xá ở bên kia kìa. Là căn ký túc xá bên kia có phải không? Đúng đúng, chính là tòa nhà đó. Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được Tần Thiên. Phía phó hiệu trưởng Giả đã thông báo rồi, nhưng ông ta không đến. Xung đột tình cảm của ông ta tương đối lớn. Được, đợi khi anh về chúng ta sẽ gặp sau. Được được, như vậy đi. Chị An, chị An, tìm được Tần Thiên rồi. Vị giáo sư này đang trốn trong thư viện, là hiệu trưởng Cao nói đó. Còn nữa, giáo sư Tần đang trên đường đến tổ chuyên án chúng ta. Được, chúng ta về ngay đi. Đi thôi. Giáo sư Tần, anh có biết chúng tôi vẫn luôn tìm anh không? Mới biết khi nãy thôi. Tại sao gọi hoài mà anh lại không bắt máy? Tâm trạng tôi không được tốt, không muốn nghe. Có thể cho chúng tôi biết tại sao tâm trạng không tốt không? Đây là việc của cá nhân tôi, có cần phải vậy không? Tối qua nhà trường xảy ra chuyện, anh biết việc đó từ khi nào và tại sao lại biết? Một học trò của tôi gọi điện báo cho tôi biết. Sinh viên đó tên gì? Giang Thủy Đào. Chúng tôi nghe nói anh và Tạ Vũ đã từng yêu nhau. Các anh chị biết hết rồi à? Có phải anh có một chiếc chìa khóa của nhà Tạ Vũ không? Tôi không biết rốt cuộc các người muốn biết điều gì. Cứ nói thẳng ra hết đi. Thôi được, tôi mời anh xem một đoạn thu hình. Nào, xin mời. Xin mời. Nào, anh có quen người này không? Chính là tôi. Cảm ơn anh đã thẳng thắn. Chúng tôi rất muốn biết rằng rốt cuộc thì anh đang tìm thứ gì tại nhà Tạ Vũ. Tôi đang mơ tưởng tìm lại một chút sĩ diện. Sĩ diện? Ý anh là sao? Có thể nói rõ hơn không? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Người không hiểu chính là những người như các anh, không bao giờ tôn trọng sĩ diện của người khác. Tấm thiệp sinh nhật này anh đã thấy chưa? Cái này là quà sinh nhật của tôi và một vị giáo sư rất được tôn trọng trước kia tặng cho Tạ Vũ. Giáo sư quý phải không? Rất được tôn trọng trước đây là ý gì? Tôi thật sự không hiểu các người đang muốn biết cái gì. Hoa hồng cũng là hai người cùng tặng à? Của tôi tặng. Anh rất yêu Tạ Vũ. Vậy đi, anh hãy cho biết tối qua sau 7 giờ cụ thể anh đã làm những gì. Rất đơn giản. Sau khi tăng ca, tôi đã ở trong phòng làm việc suốt. Khoảng hơn 7 giờ lái xe ra ngoài dạo một vòng. Khoảng 10 giờ thì về. Sau đó qua ngày hôm sau 8 giờ tôi đã đến thư viện. Anh nói cụ thể hơn được không? Các người muốn biết những gì? Muốn biết Tạ Vũ là do tôi giết có phải không? Tần Thiên, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn biết khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ tối qua anh có nhân chứng thời gian không? Không có, không có nhân chứng thời gian. Các anh muốn bắt tôi ngay bây giờ sao? Không phải, chúng tôi chỉ muốn. Thôi được, vậy thì tôi đi. Nếu như có chứng cứ gì, có thể đến bắt tôi bất cứ lúc nào. Không được xé, không được xé, không được để cô ta xé, đừng xé, anh làm gì vậy? Các người không nên kích động, làm gì vậy? Ai kích động hả? Ai là người vi phạm nội quy? Các người mới là người vi phạm nội quy nhà trường, các người thật là hủ bại. Nè, bà đang định đi đâu? Đi đâu à? Trốn ra ngoài. Bà trốn ra ngoài rồi, ai giúp tôi chống đỡ bọn họ chứ? Ông chỉ biết mỗi việc vui vẻ phong lưu bên ngoài. Bây giờ để chuốc lấy phiền phức, ông tìm tôi chống đỡ giúp ông à? Bà, hơn nữa đã kinh động đến cảnh sát, còn chống đỡ được sao? Nói cho ông biết, việc của ông tôi không lo nữa. Nè, nghe đây, bà có còn hiền từ không? Tại sao bà không thể một lòng với tôi? Bây giờ ông đã biết phải chung một lòng với tôi rồi à?
Trước khi ông đó làm gì? Sao ông không suy nghĩ xem ông đối xử với tôi như thế nào? Ông mà cũng lương thiện sao? Ông trời đúng là có mắt thật đó. Tại sao ông ta có thể ghép đôi một người vợ hiền với một kẻ chuyên chà đạp người lương thiện như vậy? Loại người như ông chỉ đáng đi chung với con chó, con heo thôi. Bà là mụ đàn bà điên. Tôi điên thật đó. Ông, tiếng xấu con đồn xa rồi. Bà dám trù tôi à? Đúng. Tôi không những trù ông, tôi còn muốn đi tố cáo ông nữa kìa. Ông đừng hòng hy vọng tôi sẽ làm nhân chứng thời gian của ông. Ông nói đi. Ông dám nói ông không liên quan gì đến cái chết của Tạ Vũ không? Tại sao ông lại không dám đi gặp cảnh sát? Ông đã giết người rồi phải không? Ông đã tham ô phải không? Trong trường xảy ra chuyện rồi, chú Trung. Khi nãy tôi nghe nói tất cả các học sinh hiện đang tiến hành một hoạt động tưởng nhớ đến Tạ Vũ, lại còn tiến hành một cuộc tuần hành chống hủ bại học thuật nữa. Xem ra cô gái Tạ Vũ này thật không đơn giản. Hy vọng đừng vì cái chết của Tạ Vũ mà biến thành một sự kiện làm kinh động với giáo dục. Nhưng theo như những gì mà tôi tiếp xúc với sinh viên và giáo viên có được, sự việc trong trường rất phức tạp. Cái chết của Tạ Vũ giống như một ngòi nổ vậy. Alo, tôi đã đến rồi. Anh tìm người sắp xếp chị giáo sư Quý, được không? Ông xem, rốt cuộc thì ông đã làm những gì? Ông đã làm những gì với cô gái tên Tạ Vũ đó? Ông đừng tưởng là tôi không biết. Ông nhìn thấy cô gái đẹp thì ông đã ngứa ngáy toàn thân, ngồi không yên rồi. Ông chơi bời bên ngoài cũng thôi đi. Sao lại làm rối tung trong trường vậy? Ông không cần sĩ diện thì tôi cũng cần chứ. Bây giờ tôi đang bị những người trong trường nói xấu sau lưng đủ điều. Giả chí cao. Ông hãy nói thật cho tôi biết, Tạ Vũ có phải do ông hại chết hay không? Hả? Ông có nghe thấy không? Nè, ông thừa nhận à? Ông thừa nhận rồi thì mở cửa ra đi. Nè, ông mở cửa ra. Ông có nghe thấy không? Mở cửa ra. Ông không mở, tôi phá cửa đó. Alo, tôi là Cao Kiệt đây. Ông Giả có nhà không? Hiệu trưởng Cao à, anh đợi một lát. Giả chí Cao, hiệu trưởng Cao tìm ông kìa. Nè, Giả chí Cao. Giả chí Cao. Trời ơi, Giả chí Cao, ông làm gì vậy? Hiệu trưởng Cao, ông Giả nhà tôi không xong rồi. Chắc là ông có chuyện rồi. Bác sĩ, tình hình của bệnh nhân thế nào? Nguy hiểm không? Không sao cả, không tổn hại đến động mạch chủ, chỉ khâu vài mũi mà thôi. Bác sĩ ạ, theo như kinh nghiệm của ông, cho rằng là do bất cẩn hay là cố ý? Cái này, phó hiệu trưởng Giả dù gì cũng là phó hiệu trưởng của Đại học Y Khoa. Nè, ý anh là sao? Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Mời anh vào. Được, cảm ơn. Phó hiệu trưởng Giả phải không? Chào ông. Chúng tôi là người bên phân cục. Vị này là phó cục trưởng Bạch của chúng tôi. Chào ông. Xin lỗi, lẽ ra với tình trạng sức khỏe và trạng thái của ông không tốt như hiện nay thì chúng tôi không nên đến phiền. Nhưng mà chúng tôi là gì, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Cảm ơn. Có thể cho biết quan hệ giữa ông và Tạ Vũ thế nào không? Tôi cũng biết Tạ Vũ chết rồi. Chắc chắn có rất nhiều người lấy mối quan hệ của tôi và cổ ra để nói. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi trốn tránh, không chấp nhận cho các anh gặp. Vậy đi, chúng ta thay đổi góc độ. Ông đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa ông và Tiểu Vũ? Trước tiên là quan hệ thầy trò, sau đó là quan hệ của lãnh đạo và cấp dưới, cuối cùng là quan hệ của người hâm mộ và người được hâm mộ. Ông có theo đuổi cô ta không? Xem như là có. Vậy thái độ của cô ta thế nào? Cô ta không nhận lời. Tôi biết suy nghĩ của các anh là thế nào. Các anh nghi ngờ tôi vì muốn trả thù nên giết người. Nhưng tôi cho các anh biết,
Tất cả mọi người đều có thể chứng minh trước 7 giờ tối hôm qua tôi không có mặt tại trường. Vậy ông hãy cho chúng tôi biết. Đến lúc thích hợp tôi sẽ viết cho các anh. Vậy khi nào là thích hợp? Được, chúng tôi sẽ quay về đợi. Nhưng nếu qua khỏi hôm nay và ngày mai thì không còn lúc thích hợp nữa. Cứ vậy đi, chúng ta đi thôi. Giáo sư Quý, trước tiên rất cảm ơn ông đã phối hợp với chúng tôi. Sau đây phiền ông kể với chúng tôi tất cả những hoạt động của ông và ngày hôm qua theo đúng trình tự thời gian, được không? Cả ngày à? Theo tôi nên bắt đầu từ khoảng thời gian sau bữa cơm tối. Được. Vậy cũng được. Vậy thì bắt đầu sau bữa cơm tối. Ông kể đi. Cái này có thể trả lời câu hỏi của anh vừa hỏi không? Cái này có thể nói lên một số vấn đề, nhưng cũng có thể không nói lên được gì cả. Tôi không hiểu. Vé máy bay và giấy đặt chỗ chỉ có thể chứng minh trong khoảng thời gian này. Không có thời gian và động cơ gây án. Nhưng cái này không thể chứng minh ông không có trách nhiệm gián tiếp với việc Tạ Vũ bị hại. Nói đúng lắm. Trước mặt của Tạ Vũ, tôi là một người có tội. Được, được, tôi biết rồi. Đừng làm ông ta kích động. Để ông ta nghỉ ngơi một lát, được không? Sếp Bạch, sếp Bạch, sếp Bạch. Lãnh đạo thành phố nói thế nào hả? Cô hy vọng thế nào? Đương nhiên là tôi hy vọng họ sẽ ủng hộ chúng ta. Nói đúng rồi. Chị thì tốt quá. Chúng ta làm việc đi. Mọi người phải cố gắng làm cho ra thành tích đó. Bên phía giáo sư Quý thế nào rồi? Tôi đã kiểm tra, ông ta không có thời gian gây án. Nằm trong dự đoán rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy ông ta vẫn còn có những thông tin có giá trị giúp chúng ta phá án. Đúng rồi. Kết quả kiểm nghiệm có rồi đây. Mọi người hãy xem qua. Lát nữa chúng ta sẽ đến hiện trường để so sánh. Sếp Bạch, nhìn một cách tổng thể, những gì ghi trong kết quả kiểm tra tử thi này chẳng có gì đáng giá cả. Nào, chúng ta xem một lát. Bây giờ đầu của hung thủ đã từng chịu một lực va đập mạnh, là một vật không nhọn. Trong phổi nạn nhân không có bụi khói, có thể chứng minh rằng bị thiêu sau khi đã chết, đặc biệt là khuôn mặt bị cháy nhiều nhất. Trong cơ thể nạn nhân còn lưu lại bao cao su, nhưng trong bao cao su lại không có tinh dịch. À, còn nữa, ngón giữa của nạn nhân có dấu vết đã từng đeo nhẫn, nhưng tại hiện trường lại không tìm được chiếc nhẫn đó. Tại nhà của Tạ Vũ cũng tìm được một chiếc hộp đựng nhẫn, nhưng trong đó không có nhẫn. Bây giờ có thể thấy, chỉ có một điểm có thể chắc chắn, đó là không phải tự nhiên bị cháy. Còn những cái khác tạm thời không thể xác định. Nhìn sơ qua là vụ án cưỡng hiếp rồi giết. Các anh có để ý rằng khuôn mặt của nạn nhân bị thiêu cháy ghê gớm nhất, dường như hung thủ muốn hủy đi khuôn mặt của cô ta. Vậy có nghĩa là hung thủ này có một mối thù rất lớn với dung nhan của nạn nhân. Nói vậy nghĩa là giết người do thù oán. Vậy thì tại sao chiếc nhẫn trên ngón giữa của nạn nhân lại biến mất? Việc này giải thích thế nào? Sếp Bạch, vụ này không phải giết người để cướp của chứ? Chưa chắc. Có lẽ nếu như để lại chiếc nhẫn này, có thể để lộ ra thân phận của hung thủ. Tôi thấy mọi người đều đã bỏ qua một chi tiết rất nhỏ. Điện thoại của Tạ Vũ. Chúng ta ở tại nhà Tạ Vũ, không phát hiện ra điện thoại. Tại hiện trường cũng không phát hiện được điện thoại hoặc tàn tích của điện thoại. Sếp Bạch,
Vậy nghĩa là sao? Chỉ vì cái điện thoại, chỉ vì một chiếc nhẫn bình thường mà hung thủ làm vậy à? Tôi cảm thấy có vẻ không được đúng lắm. Tôi thấy chỉ có một điểm có thể chấp nhận, đó chính là sự hận thù của hung thủ đối với vẻ đẹp của Tạ Dũng. Nè cậu bé, các anh có việc gì à? Cậu tên là gì? Ngày mai chúng ta đá một trận đi. Tôi tên là Hồ Não, não trong mã não. Nếu không nhớ thì cứ gọi tôi là Hồ Đồ là được. Ngày nào tôi cũng đá banh ở đây hết. Có việc gì cứ tìm tôi. Được, đi đây. Sếp Bạch, anh nghĩ gì vậy? Suy nghĩ gì à? Không suy nghĩ gì cả. Tạm thời để đó đi. Đói bụng rồi, đi ăn gì đi. Đi thôi, anh em, chúng ta đi ăn thôi. Đi. Alo, tôi đây. Cái gì? Được, tôi sẽ đến ngay. Các anh đi ăn cơm trước đi. Tôi quay về khách sạn một lát. Tần Thiên mất tích rồi. Uống nước đi. Sếp Bạch, anh chính là phó cục trưởng Bạch à? Thật ra các anh đã đưa Tần Thiên đi đâu rồi? Cô Tưởng à, chúng tôi đã nói với cô rồi mà, chúng tôi không có tạm giam giáo sư Tần. Tôi muốn chính miệng sếp Bạch nói với tôi. Cái mà tôi có thể nói với cô cũng giống như sếp An thôi. Cô là cô Tưởng phải không? Ừ. Xin cô hãy bình tĩnh, nói lại xem giáo sư Tần rốt cuộc thế nào rồi. Thế nào hả? Sau khi các anh gọi cho anh ta thì anh ta đã mất tích rồi. Các anh đã nói với anh ta những gì? Sao cô cứ khăng khăng anh ta đã mất tích vậy? Anh ta không hề về nhà, điện thoại lại tắt máy. Tôi đã đi tìm tất cả những nơi mà anh ta có thể đến. Chẳng lẽ như vậy không phải mất tích sao? Anh ta đến chỗ chúng tôi nói chuyện, tính cho đến giờ cũng chưa đến 10 tiếng. Vậy mà cô nói anh ta mất tích, có vẻ hơi sớm rồi đó. Tôi mặc kệ. Sự việc này tôi phải hỏi các vị. Rốt cuộc các người đã nói gì với anh ta? Các anh chị phải chịu mọi trách nhiệm. Chúng tôi mời anh ta đến đây để hợp tác điều tra. Cô Tưởng, cô đến tìm chúng tôi là đúng. Như vậy đi, cũng đã đến rồi, chúng ta hãy nói chuyện một lát, được không? Có gì mà nói chứ, các anh còn không mau cho người đi tìm đi. Nhưng nếu không tìm hiểu kỹ thì chúng tôi tìm thế nào? Mời ngồi. Mời ngồi. Quan hệ giữa giáo sư Tần và Tạ Vũ trước kia cô Tưởng có biết không? Vậy là ý gì? Các anh nghi ngờ Tần Thiên có liên quan đến cái chết của cô gái kia? Tôi có nói vậy sao? Nhưng mà cô Tưởng à, nếu cô là chúng tôi, bắt đầu từ những người có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân để tiến hành điều tra, không có gì lạ chứ? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Quan hệ trước đây của họ thế nào tôi đều biết rõ, nhưng đó cũng chỉ là chuyện quá khứ thôi. Các anh có lý do gì mà nghi ngờ quan hệ tình cảm của tôi và Tần Thiên? Chúng tôi rất yêu thương nhau. Anh ta không thể vì người đàn bà ấy mà phá hoại gia đình hiện nay của chúng tôi. Vậy khi xảy ra vụ án đêm qua, giáo sư Tần đang ở đâu? Không biết. Theo như những gì giáo sư Tần nói, trước và sau khi xảy ra vụ án, tâm trạng anh ta không tốt. Cô có biết là tại sao không? Các anh đang thẩm vấn tôi à? Cô Tưởng, cô nói tình cảm của cô và giáo sư Tần rất tốt, nhưng tâm trạng của anh ta như vậy mà cô lại nói là không biết. Vậy thì cô kêu tôi phải nghĩ như thế nào? Đó là việc giữa tôi và anh ta. Trước đây là như vậy, nhưng bây giờ thì khác rồi. Bởi vì liên quan đến vụ án, liên quan đến việc giáo sư Tần bỗng dưng mất tích, cho nên thật quá đáng. Các anh nghi ngờ cả tôi nữa sao? Cô Tưởng à, có một câu nói: cây ngày không sợ chết đứng. Theo tôi như vậy, cô hãy kể những hành động của giáo sư Tần hai hôm nay, đã nói đến những việc gì. Cô hãy suy nghĩ kỹ và cho chúng tôi biết. Hoặc là cô về nhà ngồi ghi ra rồi đưa cho chúng tôi cũng được. Anh đang kêu tôi ghi tài liệu khai báo à? Cô Tưởng không thẹn là người làm công việc hành chính. Nói khó nghe thì là viết tường trình khai báo. Chủ yếu là cô phối hợp với chúng tôi tìm cho ra giáo sư Tần.
Bác gái. Tần Thiên, cậu đến đây làm gì? Cháu đến cầu xin một điều. Cầu xin gì? Xin hãy chấp nhận sự sám hối của cháu. Tôi không cần sự sám hối của cậu. Nè, hai anh nhìn thử xem. Từ cái cầu môn này đến phòng thí nghiệm khoảng cách bao xa? Khoảng chừng hơn 100 mét. Không ít đâu. Sao chứ? Anh nghĩ từ đây có thể đá trái banh đến phòng thí nghiệm không? Sếp Bạch, không phải chứ. Sao lại hỏi câu mang tính nghiệp dư như vậy? Vậy thằng nhóc trưa nay thì sao? Thằng nhóc đó à, còn không thể được. Nhưng lúc đó tôi thấy nó chơi với trái banh. Trái banh đã lăn từ đây qua đó. Không lẽ là nó giả vờ? Uống nước đi. Cảm ơn. Phó hiệu trưởng Giả, trước tiên chúng tôi rất cảm ơn ông đã chủ động phối hợp cộng tác với chúng tôi. Các anh vẫn không chịu buông tha cho tôi à? Đừng nói như vậy. Đây là công việc của chúng tôi. Mong rằng anh có thể thông cảm. Được. Tôi nói. Nói hết ra cho xong vậy. Được. Tôi hỏi ông. Tối qua từ 6 đến 8 giờ ông đang ở đâu? Tôi đang ở bên ngoài trường. Có thể nói cụ thể hơn không? Đang đi cùng với ông chủ của công ty Đỉnh Hạnh. Đi với nhau suốt hay sao? Ông không được che giấu điều gì đó. Chúng tôi sẽ đi kiểm tra. Chúng tôi bắt đầu từ lúc khoảng hơn 3 giờ nói chuyện kinh doanh với nhau. Bạn đến khoảng 12 giờ đêm mới kết thúc. Không phải chứ? Tôi nhớ khoảng 6 giờ rưỡi tối qua có người đã nhìn thấy ông ở phòng thí nghiệm. Ông giải thích thế nào? Tôi có về. Giữa đường tôi có ghé qua. Ông đến lúc mấy giờ? Về đây làm gì? Tôi muốn tìm Tạ Vũ. Muốn cô ấy đi bàn chuyện làm ăn với tôi. Bởi vì việc kinh doanh này có liên quan đến hạng mục của cổ. Sau đó thì sao? Ông có tìm thấy cô ta không? Cô ta nói không đi. Tôi hỏi ông. Ông đã rời khỏi phòng thí nghiệm vào khoảng mấy giờ? Khoảng 7 giờ. 7 giờ. Vậy có nghĩa là khoảng thời gian nửa tiếng. Từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ ông chỉ nói chuyện này với cô ta thôi sao? Đúng vậy. Chỉ có chuyện đó thôi. Được. Ông đi bàn chuyện làm ăn ở đâu? Ở phòng làm việc của công ty Đỉnh Thành. Sau đó chúng tôi đã đi dùng cơm tối. Ở nhà hàng nào? Nhà hàng Hồng Tinh. Các ông ăn xong vào lúc mấy giờ? Có lẽ là khoảng 8 giờ rưỡi. Sau đó thì sao? Sao các anh lại phải hỏi nữa? Tôi đã có chứng cứ không có mặt tại hiện trường rồi còn gì. Vụ án xảy ra vào lúc 8 giờ. Tại sao các anh không chịu buông tha cho tôi? Ông đừng dùng từ không thích hợp. Đó không phải là chứng cứ. Cái đó chỉ là lời nói của một phía của ông thôi. Vậy thì các anh đi xác minh là được rồi. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ đi. Tôi có thể về được chưa? Đợi đã. Còn một vấn đề. Còn vấn đề gì nữa? Anh nói anh từng theo đuổi Tạ Vũ. Tạ Vũ có nhận lời không? Vậy thì xin hỏi anh, anh đã làm gì Tạ Vũ rồi? Tôi đã làm gì? Tôi hiểu rồi. Chắc chắn là người đàn bà tin tưởng Vivi kia đang hãm hại sau lưng tôi. Bởi vì có một hạng mục tương tự như vậy, tôi phê duyệt cho Tạ Vũ, không duyệt cho Tần Thiên. Cho nên cô ta căm hận trong lòng, lúc nào cũng hãm hại tôi. Sao các anh không đi điều tra thử xem? Công chừng chính cô ta đã giết Tạ Vũ để hãm hại tôi. Nè, cô thấy cái tiêu đề buổi tọa đàm có cần phải suy nghĩ thêm chút không? Giữ lại vẻ đẹp, tiễn đưa vẻ đẹp, mãi trong lòng tôi đều khá tốt. Cái này để cho Thủy Đào quyết định vậy. Được, để tôi suy nghĩ. Đúng rồi,
Dự báo thời tiết nói tối mai trời đẹp ít mây, thêm vào đó lại là 14 âm lịch, ánh trăng khá tốt. Như vậy rất tốt. Chị Vũ thuần khiết và trong trắng như trăng, chỉ đáng tiếc trăng không tròn. Địa điểm thì sao? Sân đá bóng quá rộng, tôi sợ lúc đó quá thưa thớt. Tôi thì lại không sợ thưa thớt, mà lại sợ khi đó quá ồn ào, gây nên chuyện không hay. Thủy Đạo, nhà trường rất căng thẳng đối với lễ truy điệu lần này của chúng ta, bọn họ có can thiệp vào không? Sau này trong đội ngũ chúng ta, cho dù ai mất đi, chỉ cần người đó đã có những việc làm có ích, chúng ta sẽ làm lễ truy điệu tiễn đưa người đó, dùng cách này để nhắn gửi sự đau buồn của chúng ta. Vậy có cần đến thông báo một tiếng với tổ chuyên án không? Tôi cảm thấy thông báo một tiếng cũng cần thiết. Vậy Thủy Đào đi. Tôi đoán cậu đến đây tìm tôi có phải không? Tôi đoán anh là người tôi muốn tìm mà tìm không ra. Tôi là người phụ trách tổ chuyên án. Tên tôi là Bạch Dân Phong. Tôi tên là Giang Thủy Đào, là nghiên cứu sinh của trường. Chúng ta hình như đã có quen biết nhau. Trí nhớ của tôi cũng không đến nỗi tệ. Tôi có thể bảo đảm chúng ta chưa từng gặp nhau. Vậy thì linh hồn của chúng ta chắc chắn đã gặp nhau rồi. Nói nghe huyền ảo quá. Anh có quen Tạ Vũ không? Tôi cũng rất muốn quen, nhưng cô ta đã không còn nữa. Ai nói cô ta không còn? Không chừng cô ta đang ở trên đó nhìn chúng ta. Nếu không, tại sao giữa chúng ta lại có cảm giác này? Có lẽ vậy. Tôi cũng hy vọng những gì cậu nói là sự thật. Nếu như thế thì chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ nhìn thấy hung thủ sẽ bị trừng trị trước pháp luật. Sếp Bạch, anh có từng nghi ngờ tôi không? Sinh viên Giang, tại sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu cảm thấy cậu nên bị tình nghi sao? Cả anh nghi ngờ tôi cũng hiểu. Tôi cũng không phủ nhận. Tôi yêu thầm chị Vũ, nhưng tôi không muốn lo lắng gì nhiều. Bây giờ ngoài việc giúp đỡ các anh phá vụ án này, còn rất nhiều việc phải làm. Tôi biết cậu phải hô to khẩu hiệu trừng trị hủ bại, để những vụ án mạng như Tạ Vũ không còn xuất hiện trong ngôi trường như vậy nữa. Cậu còn phải làm lễ truy điệu để tiễn đưa một linh hồn xinh đẹp đã biến mất. Anh biết à? Vậy ý kiến của anh? Tôi hiểu rồi. Nói cho cùng thì vị trí của chúng ta khác nhau. Không. Tôi đang thử đứng dưới góc độ của các cậu để nhìn nhận vấn đề này. Tôi biết việc của chúng tôi đã lan truyền đi khá ồn ào. Chắc chắn các anh đang định ngăn cản kế hoạch của chúng tôi. Anh nói anh suy nghĩ dưới góc độ của chúng tôi, chẳng qua chỉ muốn thuyết phục chúng tôi mà thôi. Ngược lại, tôi đang thuyết phục bản thân mình. Chúng tôi chỉ đang trừng trị và ngăn cản tội phạm, chứ không có quyền ngăn cản hoạt động tâm linh của các cậu. Ý anh là các anh không cản trở kế hoạch của chúng tôi? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của các cậu. Chúng tôi không phức tạp như vậy. Chúng tôi chỉ xuất phát từ nội tâm, bày tỏ sự kính trọng đối với một vẻ đẹp và sự hiền từ. Càng ngày càng xa vời. Nếu như anh cảm thấy lo lắng cho tính nhân văn càng ngày càng xa vời và quan điểm giá trị càng ngày càng đi xuống của trường chúng tôi, thì anh sẽ hiểu tấm lòng của chúng tôi. Tôi hiểu. Không những tôi hiểu, tôi còn rất muốn tham gia vào lễ truy điệu của các cậu. Như vậy thì kế hoạch của các cậu sẽ không vượt quá ước mơ của Tạ Vũ. Sếp Bạch, anh có thể nói thử xem, theo ý anh, nguyện vọng của Tạ Vũ là như thế nào không? Yên bình và an nhàn như mặt trăng vậy, không bao giờ ồn ào khoa trương. Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Sếp Bạch, tôi về đây. Được.
Giáo sư Quý, linh hồn của ông tại sao lại tự trách mình? Bởi vì tôi đang ngăn cản tình yêu của Tạ Vũ và Tần Thiên. Ông đã ngăn cản tình yêu của họ à? Tại sao? Bởi vì yêu là rất ích kỷ. Nguyên nhân sâu xa của nó không thể nói rõ ràng trong vài câu được. Nói một cách đơn giản thì khi đó tôi cũng cho rằng họ đúng là một cặp trời sinh. Trong lòng tôi cảm thấy rất vui. Nhưng mà đến khi tình yêu của họ đến lúc chuẩn bị cưới xin thì xảy ra một chuyện. Trong trường có một suất đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Có một người đến tìm tôi, nói là suất học này có thể để cho Tần Thiên. Điều kiện là Tần Thiên phải kết hôn với con gái ông ta. Người mà ông đang nói chính là cha vợ của Tần Thiên bây giờ à? Và thế là hai người đã họp lại lập ra cuộc hôn nhân có tính chất trao đổi này của Tần Thiên. Tôi là thầy hướng dẫn của Tần Thiên. Tôi biết được tác dụng lời nói của tôi đối với Tần Thiên. Thật ra nếu thay đổi góc nhìn thì tôi đang suy nghĩ cho sự phát triển của tương lai và sự nghiệp của Tần Thiên. Nói cho cùng, cha vợ cậu ta có quyền lực, có địa vị. Thật không ngờ một giáo sư cao quý được nhiều người kính trọng như ông đây lại thực tế và biết tính toán như vậy. Tôi thừa nhận. Nhưng tình yêu chân thật thì không bao giờ tách rời được. Tiểu Vũ từ chối việc đến Bắc Kinh học nghiên cứu sinh, khăng khăng đòi đến Đông Châu, muốn đến ngôi trường đại học y mà Tần Thiên sau khi về nước sẽ làm việc tại đây. Như vậy chẳng phải rõ ràng trong lòng cô ta vẫn chưa quên được tình yêu đối với anh ta sao? Vậy những gì ông nói vừa rồi Tần Thiên có biết không? Tôi nghĩ có lẽ anh ta không biết. Bao nhiêu năm nay tôi luôn muốn tìm một cơ hội để tháo gỡ khúc mắc này cho Tần Thiên. Tối hôm kia tôi vốn dự định, nhưng khi đến thì không thể nào mở miệng được. Bây giờ Tiểu Vũ không còn nữa, đã đến lúc kết thúc tâm nguyện rồi. Tuy đau khổ nhưng cũng đáng lắm. Ôi thật đáng tiếc, Tần Thiên mất tích rồi. Cái gì? Mất tích à? Các anh em, chúng ta đừng làm không khí buồn chán thế này. Nào, qua đây chơi trò chơi đi. Trò chơi à? Trong tay tôi đang cầm cái gì đây? Cái ly. Trả lời chính xác. Bây giờ thì sao? Thảo luận một lát đi. Trò chơi gì vậy? Hiệu trưởng Cao à? Bạch Văn Phong, tôi muốn anh xác định một việc. Có phải anh đã từng thể hiện sự ủng hộ đối với hành vi phi pháp của một số học sinh trong trường không? Anh nghe nói từ đâu vậy? Anh thừa nhận à? Không, tôi phủ nhận. Tôi chỉ thể hiện sự ủng hộ với các hành vi hợp pháp của học sinh mà thôi. Vậy thì tôi chỉ có thể dùng những cách khác để xác định việc này. Đó là quyền lợi của anh. Tạm biệt. Thế nào, có đáp án chưa? Tôi biết rồi. Anh đang chơi trò chơi vận động trí óc với chúng tôi phải không? Không phải. Ý của sếp Bạch là chúng ta đừng làm phức tạp những việc đơn giản.
Đây là một câu trả lời rất tốt. Còn có câu trả lời khác không? Tôi hiểu rồi. Khi trong tay của chúng ta không còn cầm chiếc ly này nữa, có thể sẽ có cảm giác nhiều hơn. Sếp Bạch, có phải anh muốn nhắc nhở chúng tôi phải thay đổi phương thức tư duy không? Tặng chị một tràng pháo tay. Thật ra đây chính là một câu hỏi xoay chuyển cách tư duy. Khi trong tay chúng ta cầm một cái ly, thì trong tay chúng ta chỉ có một cái ly mà thôi. Nhưng khi cái ly của tôi rơi mất rồi, tay tôi trở nên trống trải, có thể là có vô hạn. Quay lại vụ án, lúc đầu mỗi người chúng ta đều có một cái ly như vậy. Cái ly này chính là kinh nghiệm và sự nhận biết rõ ràng đối với con người và xã hội. Nhưng sau khi đã điều tra trong khoảng thời gian một ngày, hai đêm, chúng ta phát hiện ra mình đã rơi vào ngõ cụt của tư duy. Cũng có thể nói, vụ án của Tạ Vũ rất có thể vượt quá kinh nghiệm và hiểu biết của chúng ta. Ý anh là chúng ta đã rơi vào những suy nghĩ như vụ án thông thường, giết người vì tình, vì thù hận, mà nên suy nghĩ đến sự việc có khả năng xảy ra do sự ngẫu nhiên. Nếu giải thích như vậy thì vụ án có thể là do người bên ngoài trường gây ra. Người này có thể là do ngẫu nhiên đi ngang qua đây, sau đó vào nhà cướp của. Sau khi vào nhà cướp của, hắn lại nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Sau khi cưỡng hiếp xong thì quỷ bỏ vết tích. Nếu như theo lối tư duy logic như vậy, tôi thấy không được đúng cho lắm. Tại sao không được đúng lắm? Theo như điều tra của chúng ta, trong tòa nhà thí nghiệm này chưa bao giờ xảy ra việc vào nhà cướp của. Giả lại vị trí đặc biệt của tòa nhà phòng thí nghiệm này cũng không thể nào vào nhà cướp của được.